xin chào, chúc các bạn xem vui vẻ ha. Đoạn này tớ muốn dành cho các bạn chưa biết về món cá nhảy hay còn gọi là gỏi cá. Món ăn này được phát triển từ một dân tộc vùng cao ở Tây Bắc. Nguyên liệu chính là cá sống còn khỏe và nộm bi chuối và một số loại rau gia vị khác. Nó là sự kết hợp hoàn hảo với rượu men lá đặc biệt. Được biết cách ăn món cá nhảy này không phải ai cũng ăn được, cũng như chỉ cần xem thôi đã khó nuốt rồi, bởi những con cá còn sống tươi nguyên và dãy nảy, cũng đồng nghĩa với việc các sinh vật khác như vi khuẩn, ấu trùng, giun sán bám trên mỗi con cá cũng được đi theo từng miếng. Vậy các bạn có tò mò khi chúng ta ăn món cá nhảy này sẽ đối diện với những sinh vật gì nhỏ bé mà ta không nhìn thấy? Hãy đón xem phần tiếp theo nhé! Các bạn có thể thấy ở trên màn hình là có rất nhiều các loại vi khuẩn nhỏ đang chạy catwalk rất là nhanh. Đây, ở đây có một con thì nó đang giật, không biết rõ là làm gì đó, thỉnh thoảng giật lại nằm im đấy. Xem ở dưới này mới thấy sợ các bạn ạ. Đây, một con đang quay vòng tròn đi rất nhanh. Đây các bạn ơi, đây là màn hình khi mình zoom lên cả ở máy kính hiển vi và máy điện thoại. Thật sự là kinh hoàng. Ôi trời ơi, không thể tưởng tượng được. Có thể có đến hàng trăm hàng triệu con vi khuẩn, lớn nhỏ đều có. Nó đang trao đổi vị trí cho nhau rất là nhanh, chóng mặt. Đây là cái phần mẫu mà mình lấy ở cái nước một con cá nó tiết ra ấy mọi người, với lại cái phần là một chút nước ở cái phần gọi là cái phần bề da của con cá nó tiết ra. Và đây là tiếp tục một mẫu mình lấy ở cái phần mang cá và mình đã cho một chút nước vào. Cái phần mang cá là mình đã hòa lẫn với một chút nước ấy để cho nó vi khuẩn nó trôi giạt ra nước để mình có thể lấy mẫu và soi được, chứ mình không thể soi nguyên một cái mang cá được. Như mọi người thấy ở đây thì nó có rất nhiều cá thể hơn là cái nước ban đầu. Nước ban đầu chỉ là cái nước nó ngáp ra thôi. Còn đây là mình sẽ khuấy động nhiều hơn. Khuấy nhiều hơn ở cái phần mang cá ra. Nên là nó rất là nhiều. Cá thể to, nhỏ đều có. Và số lượng của nó rất là đông. Kín đặc màn hình luôn này mọi người. Như ở đây thì mình muốn quay cho các bạn xem là cái phần giữa ranh giới giọt nước và cái phần lam kính của mình. Như các bạn thấy trên màn hình ở cái phần bên phải là cái phần chứa giọt nước. Nó có rất nhiều các con vi khuẩn. Mình đang tưởng tượng trong đầu đây là một cái miếng thịt và hàng nghìn con cá mập đang lao vào để ăn nó. Nó có những cái sức tua. Thật sự là người mình bây giờ đang nổi hết cả da gà lên. Không hiểu đây là một con vật gì hay là các con vi khuẩn này nó đang ăn. Đây là hình ảnh to nhất có thể mà mình cho các bạn xem được. Mình đã dùng ống kính 1600x lần và zoom điện thoại của Samsung X8 và là cho được hình ảnh như vậy. Mình nghĩ đây là không phải là các con vi khuẩn đang ăn mà nó là một cái con gì đó có sức tua rất nhỏ. Nó cảm giác nó giống như một con sứa có nhiều sức tua, nó cứ vẩy những sức tua ra để bắt vi khuẩn để ăn. Nhìn nó hoạt động của nó rất là nhanh, sức tua của nó hoạt động vẩy rất là nhanh. Thật sự là kinh dị. Các bạn có thể tưởng tượng là bây giờ mình ăn một con cá mà cá sống ấy, gỏi cá nhảy ấy, mà bây giờ lỡ phải một cái con vi khuẩn như thế này, trời ơi cái bụng của tôi. Đây là cái màn hình hiển thị mà mình không zoom. Ở đây mình cũng có thể là nhìn rõ hơn là đây không phải là một những con vi khuẩn nó đang ăn một cái gì đấy. Chắc chắn đây là một con gì đó. Nhưng thật sự là mình soi thấy rất ít. Cá thể này thấy rất ít.
mọi người có thể thấy trên màn hình đây là cái phần máu của con cá chiết xuất từ cái mang. Nó có những cái con gì nó đang quay quay rất là nhỏ. Thật sự là có rất nhiều thứ để khám phá mọi người ạ. Như mọi người thấy ở đây là cấu tạo của cái vảy phần đuôi của con cá. Trông nó, kết cấu của nó rất là đẹp. Cái phần màu đen ấy là cái phần xương, còn cái phát các màng còn lại là cái phần màng để màng bơi của con cá. Và mình xin phép được quay thêm một đoạn như thế này. Thì vì nhằm mục đích là một số bạn sẽ nói là mình sẽ lấy một mẫu không phải là mẫu từ cá. Như ở đây các bạn có thể thấy là cái mẫu cái này là mình vừa soi từ đuôi cá này. Và đây là phần mang cá và phần nước này. Mình cho nước vào để có thể phần vi khuẩn nó có thể tách rời từ mang cá ra để mình có thể soi trên giọt nước. Và đây là một con cá rô phi đồng, nuôi ở đồng nhé mọi người. Vì cái phần đầu tiên mình muốn là không muốn gọi là quay những hình ảnh sát sinh lên. Nhưng mà mẫu thì mình vừa làm xong thì mình đã để tất ở đây. Thì video thì mình xin được kết thúc tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.